cái mầm nó phải ghép gan, nếu không thì nó không có cơ hội. Nó đang khỏe mạnh bình thường sao phải ghép gan? Em phải ghép gan cho nó, bằng được em phải cứu con em anh ạ. À. Bằng mọi cách phải cứu đi nó, không được bỏ cuộc, nghe chưa? Bây giờ hai vợ chồng vào làm xét nghiệm ghép gan cho con, nhanh đi đi, nhanh lên. Bác nói chuyện buồn cười thế. Cái con em không cứu thì em cứu ai? Ơ kìa, bác chỉ nói thế thôi mà có gì đâu em. Em nói không đúng à? Con mầm nó vẫn khỏe mạnh, nó vẫn lanh lợi từ khi mà bác ấy về. Anh về có anh có em thì tưởng ở đời sẽ khác. Thế mà anh về bây giờ bác ấy chuyện xấu đây, chuyện xấu khác về. Bây giờ đến con bé nó cũng không thoát được, em làm thế nào bây giờ? Vợ em đang hoảng loạn thôi, anh đừng có chấp cô ấy nhá. Bác ấy có làm được cái gì tốt đẹp không? Anh trả lời em đi. Chị có đang tỉnh táo không đấy? Tại sao con chị bị bệnh lại là lỗi của anh Chí? Em biết chị đang rất là đau lòng, nhưng việc gì nó phải đi việc đấy chứ. Chị đổ lỗi cho anh Chí xong như thế chị có cảm thấy nhẹ nhõm một tí nào không? Cháu nội của cô, con bé mầm ấy, nó bị bệnh gan hiếm gặp. Thế bác sĩ nói thế nào? Chỉ có một cách duy nhất thôi, đấy là ghép gan. Bây giờ đang chờ xét nghiệm của bệnh viện về gan của bố mẹ nó. Mà tiền nằm viện rồi tiền ghép gan tính ra cũng phải khoảng tỷ. Cho nên là mới phải giao bán nhà. Mà một tuần nay rồi có bán được đâu. Mầm thì không còn nhiều thời gian nữa. Sợ là đến lúc bán được nhà thì cũng muộn mất rồi. Mầm là cháu nội của cô đấy. Đến người dưng người ta còn thương xót gây quỹ từ thiện này nọ. Nếu mà cô đã biết chuyện rồi thì cháu cũng mong là cô có thể giúp đỡ anh chị ấy được một ít. Cô là bà nội của Mầm đấy cô. Máu mủ ruột thịt. Chẳng lẽ cô không thể rủ một chút lòng thương xót được à? Thôi, em giúp chị quá nhiều rồi. Cầm lấy, chị không dám nhận của em đâu. Chị cầm đi. Cái này là của bà nội cái mầm đưa cho. Mà là thêm thắt được đồng nào thì hay đồng đấy. Đi rồi, em cứ tưởng là lạnh lùng như nào. Hóa ra là cũng còn sót lại được một chút lương tâm. Nãy em gặp ở ngoài kia không dám vào chị ạ. Thế là dúi cho em cái này, bà em đưa chị ấy. Em thấy không, bà nội cái mầm chả bao giờ nhìn mặt nó cả. Nhưng bây giờ biết cháu bệnh, còn cho cháu được chỉ vàng. Còn bác nó ấy, từ lúc biết tin đến giờ mất thân mất dạng, chả thấy mặt mũi đâu. Anh Chí anh ấy có nỗi khổ riêng của mình chị ạ. Sau này chuyện xảy ra như thế, bây giờ anh Tuệ còn không thèm nhìn mặt nữa. Anh ấy cũng khó nói lắm. Có những người tưởng lạnh, chả lạnh tí nào. Còn có những người tưởng là nóng, nhưng mà nguội ngắt. Sao lúc nào cũng cảm giác là chị rất khắt khe với anh Chí ấy nhỉ? Bây giờ anh Chí mà đồng ý để xét nghiệm, xong rồi hiến gan cho mầm, chắc là chị chả đành nghiến anh ấy như thế đâu đúng không? Em muốn nghĩ gì thế nào cũng được. Em nghĩ chị ích kỷ cũng được. Nhưng mà ít ra ấy, bác cứ chấp nhận đi vào xét nghiệm. Thì dù kết quả như thế nào ấy, chị cũng không cảm thấy day dứt, không cảm thấy hụt hẫng như thế này. Ai cũng đều có cái khó của mình cả. Chị lúc nào cũng muốn người ta hiểu cho cảm giác của chị. Nhưng đã bao giờ chị thấu hiểu cho cảm giác của người khác chưa? Thế bác sĩ bảo sao hả em? Vẫn chưa tìm được người có gan tương thích với con. Không có người này thì sẽ có người khác. Anh tin là sẽ có người có gan tương thích cho con bé thôi. Người khác là người nào? Bao giờ có? Giờ còn mỗi anh Chí. Nhắc tới việc cho gan con mầm, bác lảng tránh luôn. Mất mặt từ ngày đó đến giờ, anh còn nhắc làm cái gì nữa?
Anh không tin anh Chí là người hèn nhát như thế. Anh ấy đang có vấn đề gì đấy không? Có cái vấn đề gì? Đến anh em ruột thịt trong nhà còn chả ăn ai. Nữa là anh em cùng mẹ khác cha. Anh cứ tin người hiền lành, làm sao mà anh hiểu được lòng dạ người ta nông sâu thế nào? Bác giúp được thì tốt, còn nếu không ấy, mình cũng đừng nói những câu nặng nề như thế em ạ. Em phải nói để tránh đừng u mê nữa. Chắc gì bác đã tử tế, có khi bác chỉ lợi dụng thôi. Tình nghĩa anh em cái nỗi gì? Bao nhiêu năm rồi, vàng đá còn đổi, nói gì đến người. Đúng là không phải anh em ruột thật. Thế nhưng mà từ ngày xưa, chính anh Chí là người đã lo cho anh Tuệ, thì đúng ra là hai anh chị đang phải nợ anh ấy chứ. Em hiểu là hai người đang rất lo lắng cho Mầm, nhưng mà hai người cũng phải thật tỉnh táo, suy xét thấu đáo đi. Đừng có hồ đồ, không sau này có hối cũng không kịp đâu ạ. Ở trong bệnh viện không nói chuyện được nhiều. Thế tình hình ghép gan của con Mầm đến đâu rồi? Anh Tuệ với cả chị Khanh chỉ số xét nghiệm không tương thích cô ạ. Thế còn thằng Chí nó thử chưa? Anh Tuệ với cả chị Khanh là bố mẹ ruột mà không ăn thua. Cô nghĩ sao mà anh Chí cũng chỉ là anh em cùng mẹ khác cha với anh Tuệ. Sao cô biết? Hả? Thì cháu thấy nói là lúc anh Tuệ anh ấy dọn nhà, anh ấy tìm thấy giấy tờ của ông nội anh ấy để lại. Trong đấy có cả xét nghiệm ADN của anh Chí nữa. Thế mà ông nội vẫn nuôi nấng nó từ nhỏ tới lớn. Còn tôi là mẹ lại chẳng ra gì. Thì đúng là cô chả ra gì thật mà. Tính cháu cứ thẳng thật như thế đấy cô ạ. Cô có giận thì cháu cũng chịu thôi. Nhưng mà đến một người ngoài chả máu mủ ruột thịt gì còn nuôi nấng chăm sóc anh Chí, bản thân cô là một người mẹ mà lại